tiếng gõ nhịp. Chậm là nhà Giang Duy Long. Khiến ai loan nhịp cho đời. Chậm là nhà Giang Duy Long. Nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng niềm mang kêu tịch tình ta. Là chậm đúng không? Con là chậm. Má không nằm mơ chứ? Má tệ quá. Bao nhiêu ngày qua má sống bên cạnh con mà má không nhận ra con. Má nhớ con lắm chậm mà. Má nhớ con. Bà đừng có đóng kịch ra đây. Chắc tội lỗi của bà chắc nhiều hơn núi. Bà mới khóc lóc như vậy đúng không? Má biết. Má biết là bây giờ má có giải thích như thế nào thì con cũng không nghe má. Trong lòng con nhiều uẩn khúc và không bao giờ tha thứ cho má. Nhưng mà má mong trong tương lai mọi chuyện sẽ sáng tỏ hết. Bà làm ơn đừng kêu má con với tôi. Tôi không dám nhận một người má giàu sang và quyền quý như bà. Tôi chỉ là một thằng nhà văn bị mồ côi cha, và có một người cha là một thằng ăn trộm bị người ta chặt đầu. Chậm, con đừng nói như vậy, má đau lòng mà chậm. Mà mấy năm trước bà quăng tôi ra đường đi theo cuộc sống giàu sang, bây giờ bà gọi tôi là chậm hả? Đừng bao giờ gọi cái tên chậm trước mặt tôi, và mong bà quên luôn cái tên chậm đi. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.